Thành lập năm 2015, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu và phát triển công nghệ Nhật Bản, gọi tắt là Công ty Phát triển Công nghệ Nhật Bản, là doanh nghiệp đi đầu trong phát triển năng động, sáng tạo các sản phẩm, thực phẩm chất lượng đạt chuẩn quốc tế. Với thương hiệu Kochigon, Kochi, Công ty Phát triển Công nghệ Nhật Bản chuyên sản xuất thực phẩm chăm sóc sức khỏe cộng đồng có nguồn gốc nông sản, dược liệu như tỏi đen, hạ thủ ô đỏ, táo đỏ, nghệ, đồng trùng hạ thảo. Đồng trùng hạ thảo có nguồn gốc từ Tây Tạng, Trung Quốc, được biết đến như một thần dược, có rất nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe, có giá trị kinh tế rất cao. Với mong muốn sản xuất ra sản phẩm tương tự ngay tại Việt Nam, mang lại giá trị cao nhưng với giá thành phù hợp với túi tiền người Việt. Dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo mang thương hiệu Kochigon đã ra đời. Ban đầu gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình là nuôi cấy đông trùng hạ thảo, bởi vì ở Việt Nam chúng ta cũng có rất nhiều giống khác nhau. Ở đây thì tôi tập trung vào phát triển cái giống là Militrit, cái giống mà tạo ra cái đông trùng hạ thảo, cái sợi màu vàng ấy. Nhưng mà cũng gặp nhiều khó khăn lắm, bởi vì có giống nhiều giống khác nhau, tạo ra năng suất khác nhau và cái hàm lượng hoạt chất khác nhau. Nhưng qua cái thời gian mình phải trải qua những cái gọi là những cái thất bại. Thất bại thì mình mới sàng lọc được cái giống nào mà có được cái năng suất cao, kèm theo đó là hàm lượng hoạt chất tốt. Cái hàm lượng hoạt chất trong đông trùng hạ thảo quan trọng đó là chất adenosine và coxibin. Và khi mà mình làm cái này thì mình biết là cái đông trùng hạ thảo Militrit của Việt Nam mình làm ấy, thì nó có hàm lượng cao hơn rất nhiều lần so với đông trùng Sinensis của Tây Tạng Trung Quốc, cao hơn nhiều lần luôn. Nuôi cấy đông trùng hạ thảo là một quy trình phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao và sự cẩn trọng, tỉ mỉ. Tại nhà máy Kochigon, giống nấm Cordyceps militaris được lựa chọn từ những viện nghiên cứu uy tín, tiến hành phân lập và chọn lọc ra những giống tốt, giống F0, F1 để lưu trữ và sản xuất quy mô lớn. Bước đầu tiên trong quy trình sản xuất đông trùng là tạo ra giống lòng. Sau khi tiến hành chọn lọc những loại giống cấp 1 đạt chuẩn chất lượng, kỹ thuật viên sẽ tiến hành cấy trực tiếp giống thạch và giống lòng, nuôi ở điều kiện tối trong 7 ngày. Nhiệt độ 20 độ C và máy lắc liên tục 24 giờ trong ngày để giống lòng đạt chuẩn chất lượng. Giống đạt tiêu chuẩn sẽ trải qua bước sàng lọc để chọn ra những bình lọc đạt chất lượng cao nhất, không bị nấm men, nấm mốc hay vẩn đục. Sau đó sẽ tiến hành cấy giống vào hộp giá thể trong điều kiện vô trùng. Giá thể được chuẩn bị từ các thành phần cơ bản như gạo lứt, nước dừa và các vi chất dinh dưỡng như đường, protein và khoáng chất. Sau cấy giống sẽ đến công đoạn ủ giống. Quá trình này gồm hai giai đoạn: kích bật mầm quả thể, sợi nấm bắt đầu phát triển, và nuôi dài quả thể, nấm sẽ phát triển hoàn chỉnh. Trong đông trùng hạ thảo có hai hoạt chất chính quyết định đến tác dụng của đông trùng hạ thảo là adenosine và cordycepin. Để đạt được hàm lượng cordycepin cao nhất, cần phải tối ưu hóa điều kiện nuôi pha sáng. Cụ thể, khi gần thu hoạch, kỹ thuật viên sẽ phải tăng nhiệt độ, điều chỉnh ánh sáng và độ ẩm thích hợp để hai hàm lượng trên đạt mức cao nhất. Đông trùng hạ thảo ấy, thì đây là một loại rất nhạy cảm với nhiệt độ và ánh sáng, đặc biệt là nhiệt độ. Khi mà nhiệt độ không đảm bảo quá mức cho phép, nếu mà trên 25 độ hoặc đến mức 30 độ ấy, thì các bạn có thể thấy là đông trùng hạ thảo nó sẽ không lớn được nữa và những đầu chùy nó sẽ to ra và có hiện tượng mà mình hay gọi là nở hoa ấy. Thì khi mà bị như thế thì đông trùng hạ thảo sẽ không đảm bảo chất lượng và hàm lượng cordycepin cũng như adenosine ở trong đông trùng hạ thảo sẽ rất thấp. Sau khoảng 40 ngày, quả thể có màu vàng tươi đặc trưng, độ dài từ 7 đến 8cm là có thể thu hoạch đông trùng hạ thảo. Để bảo vệ giá trị dinh dưỡng tối ưu của loại dược liệu này, nhà máy Kochigon áp dụng hai phương pháp sấy đông trùng hạ thảo là sấy thăng hoa và sấy nhiệt. Trong đó phương pháp được ưu tiên là sấy thăng hoa. Với mỗi mẻ sấy từ 30 đến 50kg trong 36 đến 48 tiếng đồng hồ, điều kiện nguồn điện ổn định. Sấy thăng hoa là giúp cho đông trùng giữ được hình dạng ban đầu cũng như là giữ nguyên được hàm lượng hoạt chất adenosine cũng như cordycepin. Do trong đông trùng có một hoạt chất là adenosine rất hay bị biến đổi bởi nhiệt, thì quá trình sấy thăng hoa này sẽ giúp cho đông trùng giữ được hàm lượng cordycepin cũng như adenosine ở mức cao nhất. Và từ đó là việc bảo quản cũng sẽ được lâu dài hơn so với các phương pháp sấy khác. Sau mỗi mẻ sấy thăng hoa, nhà máy Kochigon đều tiến hành lấy mẫu để kiểm tra chất lượng đông trùng hạ thảo về các chỉ tiêu dinh dưỡng, hàm lượng hoạt chất chính và sự an toàn. Các bước này yêu cầu máy móc kỹ thuật cao, hiện đại và điều kiện kiểm soát chặt chẽ. Hiệu quả mang lại là sản phẩm đông trùng hạ thảo chất lượng cao, giàu dinh dưỡng. Khi mà có hàm lượng hóa chất cao thì đông trùng hạ thảo rất
tốt cho gọi là bổ gan thận này, tốt cho cái chức năng sinh lý của nam của nữ, rồi tốt cho tim mạch, tốt cho những người bị mỡ máu này, tiểu đường này, tim mạch, huyết áp, rất là tốt cho những người tăng sức đề kháng, tăng sức khỏe. Những người mới ốm hoặc đặc biệt là những người mới ốm dậy hoặc là những người phải nằm viện lâu thì khi mà chúng ta dùng cái đông trùng hạ thảo mà đạt chuẩn hàm lượng nhé, phải đạt chuẩn hàm lượng thì sẽ tăng sức khỏe rất tốt. Tất nhiên một số các loại đông trùng hạ thảo không đạt chuẩn hàm lượng nhưng mà chúng ta cũng có giá trị niềm tin, nhưng riêng đông trùng hạ thảo Cochigol thì có được cả hai, có cả giá trị niềm tin và giá trị thực sự ở cái hàm lượng dược tính của nó. Với phương châm hoạt động trao giá trị vững niềm tin, công ty phát triển công nghệ Nhật Bản là một trong số ít đơn vị tại Việt Nam đã đầu tư về công nghệ, trang thiết bị để sản xuất đa dạng các chế phẩm từ đông trùng hạ thảo phục vụ nhu cầu khác nhau của thị trường. Có người thì thích làm ra cái thích dùng dạng cao, ví dụ những người mà cao tuổi thì họ thích dùng dạng cao bởi vì mang tính chất là truyền thống cổ hơn thì họ thích dùng dạng cao. Còn với thanh niên thì mình lại có cái dạng là nước đông trùng hạ thảo thì nó tiện lợi hơn, thì cái nước đông trùng hạ thảo mình uống ngay chứ không phải pha gì cả, rất là tiện lợi. Hoặc là mọi người có thể cho thêm một ít đá vào để pha thì tạo thành nước mát uống, coi như nước giải khát, nhưng giải khát lại mang lại giá trị sức khỏe rất là tốt. Hoặc một số người nữa thì chúng ta lại muốn dùng thuần tự nhiên, nguyên bản tự nhiên, tức là dùng ngay cái dạng sợi nấm đông trùng hạ thảo, cái dạng màu vàng chúng ta ngậm trực tiếp vào trong miệng và chúng ta ăn luôn như thế. Vậy chúng ta có thể ngậm trước khi đi ngủ, hoặc là chúng ta có thể, một số người nữa thì lại dùng cái dạng là hãm trà. Họ hãm trà lại cho về hãm trà, hoặc là ngâm rượu, hoặc là ngâm đồ uống, hoặc là trưng yến, nấu canh vân vân. Thì đa dạng hóa khác nhau thì phục vụ cho nhiều nhu cầu của mọi người khác nhau, nhiều đối tượng khác nhau. Mặc dù đã xuất khẩu được sản phẩm, chinh phục được nhiều thị trường nước ngoài khó tính, song mục tiêu chủ yếu công ty nhắm đến vẫn là thị trường trong nước. Chúng ta là người Việt Nam mang lại cái ngoại tệ về cho người Việt thì đấy là cái mong muốn của mình. Và khi mà xuất khẩu sang thị trường quốc tế thì đây là một điều để minh chứng cho rằng là cái hàng Việt Nam chất lượng rất là tốt, không phải là mỗi người Việt Nam của chúng ta thôi mà chúng ta còn đạt tiêu chuẩn quốc tế để chúng ta bán ra người nước ngoài được, thì chẳng có lý do gì chúng ta cứ đi chuộng hàng ngoại làm gì cả. Chúng ta dùng ngay hàng trong nước này cũng tốt rồi. 4 năm liên tiếp từ năm 2020 đến nay, Cochigol được vinh danh là top thương hiệu hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích. Sản phẩm đạt nhiều chứng nhận OCOP 4 sao, được tham dự nhiều triển lãm tại Việt Nam và quốc tế, góp phần chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng sản phẩm chủ lực. Thực sự thì mình tự hào là mình là người Việt Nam, mình làm doanh nghiệp Việt Nam, mình mang lại ra những sản phẩm chất lượng đạt tầm quốc tế, thì đấy là một điều rất là tự hào đối với bên mình. Mình cũng có một cái mong muốn là làm sao mà những doanh nghiệp Việt Nam, những người dân Việt Nam được hưởng thụ những sản phẩm chất lượng, nhưng mà chất lượng thực sự. Ví dụ khi dùng đông trùng hạ thảo chúng ta phải ghi rõ là hàm lượng hóa chất cordycepin là bao nhiêu, adenosine là bao nhiêu, thì đấy mới là điều quan trọng. Chứ còn chúng ta chỉ ghi mỗi từ đông trùng hạ thảo thì từ đấy nó từ mơ hồ. Còn ghi rõ hàm lượng hóa chất cordycepin bao nhiêu thì đây là một chuyện khác hẳn nhé. Chuyện khác hẳn này đang là niềm tự hào của công ty phát triển công nghệ Nhật Bản, khi tất cả sản phẩm đông trùng hạ thảo của Cochigol đều ghi rõ hàm lượng hoạt chất cordycepin và adenosine, một việc hiếm hoi trên thị trường chế phẩm đông trùng hạ thảo Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội được ví như là đất trăm nghề và có nhu cầu rất cao về nguồn nguyên liệu. Trong khi đó, đặc thù là thủ đô, diện tích sản xuất có hạn nên nguyên liệu cơ bản phải nhập từ địa phương khác. Sở Công Thương Hà Nội vừa đề nghị các cấp ngành chức năng cần sớm hoàn thiện các chính sách về đất đai, vùng nguyên liệu để phát triển vùng nguyên liệu tập trung phục vụ sản xuất, hỗ trợ phát triển nguồn nguyên liệu có chứng chỉ bền vững, phù hợp với chuẩn quốc tế và nguồn nguyên liệu thích ứng, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Liên quan đến việc Ấn Độ gỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo, Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương nhận định khả năng tác động đến thị trường xuất khẩu của Việt Nam không nhiều. Cục Xuất nhập khẩu cho biết đến hết tháng 9, sản lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 6,9 triệu tấn, giá trị khoảng 4,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 23% về sản lượng và tăng 13,4% về giá so với cùng kỳ năm 2023. Với kết quả này, Cục Xuất nhập khẩu đánh giá xuất khẩu gạo của Việt Nam khá khả quan. Tuy nhiên, với động thái gỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ, chắc chắn giá xuất khẩu sẽ bị ảnh hưởng. Thị trường thực phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc nông sản đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ nhờ vào nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng về lối sống lành mạnh và thực phẩm hữu cơ, tự nhiên. Các doanh nghiệp đang tích cực đầu tư vào nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới từ nông sản, không chỉ bao gồm thực phẩm ăn liền mà còn các dạng chế phẩm như bột dinh dưỡng, viên nang và trà thảo dược, giúp tăng khả năng tiếp cận và đa dạng hóa sản phẩm. Chính phủ Việt Nam khuyến khích sản xuất nông sản hữu cơ và an toàn, đồng thời có các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia thị trường này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.